Ok, hiểu. Thực ra tôi nghĩ là cái hướng là cái câu hỏi của bạn hơi có phần chi tiết quá. Thế là tôi chỉ nói vui như vậy. Kể cả nó có bot, nó có dùng phần mềm 360 Utacan cái gì đấy hả? Thì xin thưa đứa nào béo nhìn mới biết. Đúng ạ. Những cái hoa của bạn tôi nó chụp kiểu gì tôi cũng vẫn biết là béo, thì nó béo từ xưa. Nhìn nó biết, có cái gì đâu không biết. Giống như mình là bác sĩ ấy, mình nhìn bệnh là biết là người này có bệnh hay không có bệnh. Bây giờ chỉ cần nhìn một người mà không biết ai là béo hay không béo ạ. Tất nhiên nó cũng có ảo một tí, yên tâm đi. Mình nhìn là mình biết mà. Và nhưng mà đôi khi cũng không phải là nói hơi chặn lòng một số người là béo nằm ở đây. Nhưng không phải là cứ là béo thì mình biết bạn. Chính những cái đứa mà hình thể nó đẹp ấy, nó lại có gì ạ? Nhu cầu giữ cái dáng đấy, nó sợ bị tăng. Thì bên trang mê của Hồ là có sản phẩm giữ cân. Giữ cân là cân của mình đang như này rất đẹp nhé. Mình vẫn ăn, uống cái thuốc đấy vào nó không tăng cân được. Nó lại có sản phẩm giữ cân cũng rất là hay. Ok, mọi người có thể tìm một cái group này mọi người đăng nhập vào đây để tối nay tôi về tôi gửi quà cho mọi người. Mọi người mở Facebook của mình ra, làm một động tác đơn giản nhất là tìm cái chữ cha mẹ này, tiếng Pháp đấy, tiếng Pháp này, tiếng Việt thì đọc là cha mẹ đấy, tiếng Pháp đọc là cha mê. Các bạn tìm cái group này, các bạn join vào đây, đang ở nhóm công khai này. Để tối tôi về tôi gửi tài liệu, gửi video, tôi có hứa mọi người nào lấy học sẽ nhận được quà của tôi đấy. Vâng. Mọi người tìm từ trang link group này mọi người sẽ thấy. Ok. Sau đó nếu mà mọi người cảm thấy buổi chiều nay với buổi sáng nay tôi đã mất khoảng 3 tiếng rưỡi nói xa xả có ý nghĩa, có giá trị với anh chị, thì chụp hình tôi cái đăng lên, cảm ơn thầy. Đúng ạ. Hay là viết cái lời gì đấy có cánh bạn được. Cho nó bay bổng lên. Ví dụ như là nghe danh thầy đã lâu, đến hôm nay đã gặp bạn đúng không ạ? Thầy đặt chai trên cửa. Và làm ngay ạ, làm ngay và luôn trước khi ta chuyển sang phần khác. Bởi vì đấy là một cách để mình xây dựng thương hiệu. Đấy là một cách để mình xây dựng thương hiệu. Và có tìm thấy không ạ? Có gì thấy không ạ? Vâng, nếu mình ra là automatic là các bạn đã sẽ duyệt. Rồi. Việc thứ hai, như tôi nói. Vâng, hôm nay gặp được gì? Tí nữa về đăng về nhà viết bài. Nhà bởi vì viết bài là một nhiệm vụ quan trọng để mọi người bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân. Ồ, mọi người sẽ nhìn thấy là những người bạn của chị sẽ nhìn thấy là ồ, đi học thầy Phan Anh này, ồ, thấy rất giỏi, ok, thế này thế kia. Và người ta sẽ nhìn mình khác. Thế lý do tại sao mà bọn nó cứ phải đi ra, bọn nó chụp cái sao, cái sức, cái gì đấy. Đúng không? Tôi không bao giờ chụp cái sao cả. Bởi vì tôi tự nghĩ rằng tôi là sao rồi. Đấy là chất của tôi. Thì ngày xưa làm sự kiện, mời anh Đào Vĩnh Hương hay là mời anh Tuấn Hương hay gì đấy. Người ta mới chạy ra chụp mình kệ thôi. Người Bắc là thế. Chẳng có gì phải xoắn quẩy đúng không ạ? Mình thích nghe người ta hát thì không có nghĩa là mình cứ phải chạy ra phim chụp ảnh này kia. Nhưng mà như thế cách đấy không tốt đâu. Phải chạy ra chụp trong đó lại đang một hình lâu lắm rồi không gặp bạn Hiền. Đúng không? Đấy, cách tốt ở trên mạng những kiểu mà khiêm với lại thiện là sẽ làm thế. Danh à? Đấy, kiểu lâu lắm rồi anh mới đến thăm em. Đấy, phát làm cái gương mà. Ok, có ai có câu hỏi gì đâu thì tôi sẽ... À vâng, mời chị. À, kêu anh chuẩn bị lên đây đi ạ. Vâng. Vâng, mời chị. Chị áo xanh. Vâng, mời chị áo xanh.
thầy đấy, chào người ạ. Em có câu hỏi muốn hỏi thầy là lúc ban đầu thì nói là nếu mà bán hàng online trên Facebook ấy, thì nên là bán nhiều sản phẩm tốt đúng không ạ? Nhưng mà theo em thì bản thân thấy thì là bán nhiều sản phẩm nếu mà trong một trăm cá nhân rất là khó, bởi vì là nếu như mình không tập trung nhiều sản phẩm như vậy thì nó em muốn mà mình bán nhiều sản phẩm ấy thì là Facebook của mình sẽ không chuyên nghiệp, không phải là không chuyên nghiệp. Nếu lấy nhưng mà mình bán một sản phẩm thì đương nhiên là người ta sẽ thấy mình chuyên nghiệp. Còn nếu như bán nhiều sản phẩm thì em thấy là mình cũng không, là em tập trung một sản phẩm thì em sẽ bán hẳn nó, không là không tập trung sản phẩm khác không bán được. Thì vậy nên là em muốn như thế này chỉ là cách nào có thể mình bán cùng một lúc nhiều sản phẩm và vẫn có lượng hàng mua như nhau đó. Ok, cảm ơn em. Được, cái câu hỏi này rất là hay, bởi vì là cái lời tôi nói nó có vẻ gì đến mâu thuẫn. Tôi nói là mọi người muốn bán nhiều hàng thì bán nhiều sản phẩm đúng không? Nhưng mà nhiều sản phẩm của tôi bán đa kênh. Tôi khai thác cùng tập khách hàng. Chứ đúng là Facebook của bạn là lúc thì bạn đăng cái này, lúc bạn đăng cái kia, nó sự loãng. Nhưng nhiều theo cách này, chẳng hạn bạn chuyên hàng sách này khác, tôi chẳng chỉ thế. Thì bạn có mỹ phẩm của hãng A của Pháp, mỹ phẩm hãng B của Pháp, bạn có thức ăn của Pháp, bạn có túi sách của Pháp, ok thì được. Nó sẽ phải đi theo chiều rộng như vậy một chút, hiểu ý to bạn. Chứ còn mình mà cứ Facebook của mình cứ đăng cố đồ xua lên thì bắt đầu là hơi khó bán. Bắt đầu mình nhất lúc mình mới hoặc là mình chưa có nhiều khách hàng thì mình nên tập trung vào một sản phẩm hoặc một nhóm các sản phẩm và tập trung vào cùng một nhóm khách hàng. Vâng, ok đó, mọi người hiểu ý chưa ạ? Thì sau đấy khi mà mình có một cái lượng khách hàng lớn rồi, mở cho tôi cái Facebook của cái bạn, mở cho tôi cái Facebook của bạn Suri Trần ấy. Bạn này bạn ấy làm siêu thị, để tôi minh chứng cho mọi người thấy rằng là bạn ấy bán cái gì cũng được. Cứ cái gì mà khách mua là bạn ấy đang bán. Từ cái đôi dép, từ cái đồ lót nam, từ đồ lót nữ, từ cái quần áo trẻ con cho đến cái ngâm chân cho người già. Vì mô hình của bạn ấy là mô hình siêu thị. Bạn này học trò của tôi, đã dạy bạn ấy 4 năm trước rồi. Bây giờ bạn ấy được tiền kinh khủng lắm. Mỗi một tháng bây giờ bạn ấy kiếm 300-400 triệu tiền lời một tháng. Có hai cửa hàng thời trang và một cái siêu thị. Đấy, tức là cái gì bạn ấy cũng bán. Váy cổ kéo xuống đi. Đấy, quần kéo xuống đi. Để minh chứng cho mọi người rằng là cái lý thuyết của tôi là đúng. Túi, đúng rồi, kéo xuống đi. Đồ ngủ, đồ mùa đông, áo phao giày chưa có mùa đông vẫn đã bán rồi, đúng không? Bởi vì sắp đông rồi. Từ đấy là vẫn là thời trang, có cái gì đấy khác nữa đấy. Đồ dùng gia đình, tức là quan điểm của bạn này cứ cái gì khách mua là các bạn. Còn thực tế là cái siêu thị để các bạn ấy bán cực kỳ tốt. Rồi, ok. Như tôi vừa nhìn thấy có một câu hỏi của các bạn ở góc này, giơ tay lên ạ. Vâng, xin mời em. Bây giờ thì bọn em có một cái sản phẩm là đồ chắn sáng ấy ạ. Thì mới chỉ có một cái dòng sản phẩm đấy thôi ạ. Và em không bán hàng trên Facebook cá nhân, em có lập một bếp. Thì ban đầu thì cũng có chút quảng cáo mà hiệu quả không được cao ạ. Thì với thầy cũng bảo là tìm tập khách hàng thì cái bếp đó lại có thời điểm là không được cái lại được, mà chỉ khách thụ động theo dõi mình ạ. Với lại là về cái đa dạng sản phẩm ấy ạ, thì hiện tại bên em mới vào thị trường nào cũng chưa đa dạng sản phẩm được ạ. Thì làm sao để bên em có thể tiếp cận được khách hàng một cách chuyên nghiệp hơn ạ? Thì như sáng bạn có ngồi không? Sáng bạn ngồi thì cái việc mà tiếp cận khách hàng đa dạng hơn thì tôi dạy được bán hàng đa kênh. Các bạn đã làm chưa? Bạn cứ có một cái fanpage, bạn chạy quảng cáo, số tiền tôi nghĩ là không nhiều. Bạn mới chạy thương hiệu bột tắm trắng cái gì, phải gấp tờ Y thì ABC, thì Z thì Y, top Y thì rồi thì under Y thì cha mẹ Y thì tôi biết rất nhiều các thể loại, đồng ý không? Thương hiệu của bạn mới, page của bạn mới, bạn chạy nhận thức chưa nhiều và thậm chí chạy quảng cáo bây giờ vô cùng đắt, bạn sẽ gặp phải vấn đề đấy là chuyện bình thường.
Câu hỏi mình đặt ra là mình làm thế nào để khác đi. Đấy. Còn một sản phẩm